Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Nóng Việt. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được chúng tôi cập nhật mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với những tin tức về thế giới showbiz nổi bật nhất trong ngày. Chí nhân lên tiếng về tin đồn hẹn hò gái lạ, chia tay MC Minh Hà. Sau những hình ảnh đi ăn cùng gái lạ, khiến tin đồn chia tay MC Minh Hà trở thành câu chuyện của dư luận, chồng cũ Thu Quỳnh Trí Nhân đã chính thức lên tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây nhất, trong cuộc họp báo ra mắt phim truyền hình Sinh Tử vào chiều ngày 25 tháng 10, nam diễn viên Trí Nhân đã có chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cụ thể trong những ngày qua, nam diễn viên vướng tin đồn chia tay MC Minh Hà khi công khai đi ăn cùng cô gái khác. Trí Nhân thẳng thắn, tôi là người tự do, sống độc thân, tôi có quyền tiếp xúc và gặp gỡ bất cứ ai, đâu phải cứ đi chơi, đi ăn với ai thì đó là bạn gái. Theo đó, chồng cũ Thu Quỳnh cho biết, bản thân anh cảm thấy không thoải mái khi cuộc sống cá nhân luôn bị đưa ra làm câu chuyện bàn tán. Đồng thời, anh cũng lên tiếng phủ nhận việc hủy kết bạn với nữ MC Minh Hà trên trang cá nhân. Trước đó không lâu, trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz mới đây xuất hiện loạt ảnh trí nhân cùng một cô gái lạ mặt dẫn con trai đi ăn. Theo những gì bài viết chia sẻ, cô gái này khá thân thiết với nam diễn viên và con trai của trí nhân và thu quỳnh không chỉ dừng lại ở những cử chỉ thân thiết người này cũng gọi con trai trí nhân là con và có những hành động chăm sóc rất ân cần chính điều này đã khiến cư dân mạng đặt câu hỏi phải chăng trí nhân đã chia tay mc minh hà sau một thời gian hẹn hò thu quỳnh quỳnh nga gái qua một lần đò vẫn có cuộc sống viên mãn sự nghiệp lẫn nhan sắc đều lên hương thu quỳnh và quỳnh nga là hai diễn viên đang gây sốt với phim về nhà đi con, hậu ly hôn, cả hai đều lên hương, cả sự nghiệp lẫn nhan sắc. Thu Quỳnh, sự nghiệp lên như diều gặp gió sau ly hôn. Thu Quỳnh và trí nhân có mối tình sét đánh khi cùng nhau tham gia phim Sống cùng lịch sử. Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi đã quyết định kết hôn với nhau vào cuối tháng 2 năm 2014. Đám cưới và chuyện tình của cả hai từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả thời điểm đó. Trí Nhân, Thu Quỳnh có chung với nhau một cậu con trai kháo khỉnh, tên thường gọi ở nhà là Bé Be. Tuy nhiên đến năm 2015, khi Bé Be được 6 tháng tuổi, dân mạng rộ lên thông tin trí Nhân và Thu Quỳnh đã đường ai nấy đi. Suốt quá trình đó, Thu Quỳnh vẫn im lặng về cuộc hôn nhân của mình. Mãi sau này, cô mới chính thức lên tiếng. Kể từ khi ly hôn, Thu Quỳnh tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. Ngoài sự tích cực với công việc của nhà hát, Thu Quỳnh còn tham gia nhiều bộ phim hot của VFC. Cụ thể nữ diễn viên sinh năm 1988 vào vai Trang, bạn của nhân vật chính Minh Vân trong sống chung với mẹ chồng. Vai diễn qua trở lại của Thu Quỳnh được khán giả đánh giá rất cao dù là tuyến nhân vật phụ. Một năm sau đó, cô bất ngờ nổi tiếng với vai Mi sói trong Quỳnh búp bê. Nhờ tố chất được thừa hưởng từ truyền thống nghệ thuật của gia đình, Thu Quỳnh vụt lên trở thành ngôi sao sáng của trung tâm sản xuất phim truyện truyền hình Việt Nam. Vai diễn cà phê cá tính và đậm chất đào lệch, lời nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đã thực sự thuyết phục khán giả. Và bắt đầu từ đây, Thu Quỳnh trở thành gương mặt được người xem kỳ vọng là lớp kế cận của thế hệ diễn viên gạo cội. Đến vai Huệ trong Về nhà đi con gần đây, Thu Quỳnh bất ngờ vào tuyến nhân vật đào thương. Qua nhiều phân cảnh cùng lời thoại, Thu Quỳnh tiếp tục thu phục trái tim khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Trung Anh cũng dành lời khen tặng cho Thu Quỳnh. Năm 2018, sự tiếc nuối được đẩy đến giới hạn cùng với sự ngỡ ngàng khi một mi sói xuất hiện trong phim Quỳnh Búp Bê. Hóa ra từ trước đến thời điểm đó, tôi mới chỉ nhìn thấy một phần tài năng của cô bé này, không chỉ làm tốt một dạng vai với mi sói đào lệch như một sự khẳng định của Quỳnh ở dạng vai trái ngược với suy nghĩ thô cứng của tôi. Giờ đây, chỉ một năm sau, Quỳnh lại xuất sắc trong vai Thu Huệ với phim Về Nhà Đi Con. Con trẻ đang ở độ chín của nghề, lại có một niềm đam mê nghề đến nghiệt ngã. Chắc chắn Thu Quỳnh còn tiến xa với ước mơ của mình. Đào lệch hay đào thương sẽ chẳng làm khó được con. Ngoài sự thành công trong phim ảnh, Thu Quỳnh còn thành công trong lĩnh vực sân khấu. Năm 2018, với vai diễn Thùy Liên trong vở Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy, kịch bản của Lưu Quang Vũ, Thu Quỳnh đã đạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc vào tháng 4 năm 2018. Tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ ba vào tháng 11 năm 2018, Thu Quỳnh đã đạt huy chương bạc với vai Giang trong vở kịch Họa tình ca sao chúa Quỳnh Nga, ly hôn chồng mấy tháng đã nhận được vài hot. Khi 19 tuổi, Quỳnh Nga đã nổi tiếng với vai diễn Vũ Vũ trong lập trình trái tim. Tuy nhiên, cô lại không quá tập trung vào sự nghiệp điện ảnh mà mải mê với ca hát. Dù cố gắng rất nhiều trên con đường âm nhạc nhưng may mắn chưa thực sự tìm đến với cô gái sinh năm 1988. Sau đó Quỳnh Nga kết hôn cùng siêu mẫu Doãn Tuấn. Suốt thời gian này, cô tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Gần 5 năm chung sống, Quỳnh Nga lùi vào hậu trường và ít khi chia sẻ chuyện riêng tư. Tuy nhiên đến cuối năm 2018, Quỳnh Nga bị đồn chia tay chồng nhưng cô không lên tiếng. Đến cuối tháng 3 năm 2019, Quỳnh Nga lên tiếng xác nhận chuyện ly hôn. Cô cho biết bản thân chưa lấy lại được tinh thần sau cú sốc tình cảm. Nói về nguyên nhân đường ai nấy đi, cả sâu chúa thừa nhận hai vợ chồng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, không thể đi đến tiếng nói chung. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau khi ly hôn, cuộc sống của Quỳnh Nga trở nên viên mãn và rực rỡ hơn trước rất nhiều. Cô thoải mái đi chơi cùng bạn bè, công việc kinh doanh thuận lợi, nhan sắc ngày càng rực rỡ hơn. Thêm vào đó, Quỳnh Nga còn nhận được vài diễn hot trong phim về nhà đi con. Dù bị khán giả chê diễn dở, nhưng tên tuổi của cô vẫn được nhắc đến. Dù tay trắng ra về, nhưng thu Quỳnh vẫn là tâm điểm vì những điều ấn tượng này. Quý vị thân mến, ngay cả khi không có giải thưởng nào ở VTV Awards, Thu Quỳnh vẫn chiếm trọn spotlight từ lễ trao giải đến mạng xã hội. Vậy là sau gần 3 tháng đề cử và bình chọn, cuối cùng VTV Awards 2019 cũng đi tới hồi kết cùng những giải thưởng danh giá đã có chủ nhân xứng đáng. Là một trong số những gương mặt tiềm năng cho giải thưởng nữ diễn viên ấn tượng, nhưng cuối cùng Thu Quỳnh vẫn tay trắng ra về. Dù không được sướng tên tại hạng mục danh giá, nhưng bù lại, Thu Quỳnh lại là cái tên chiếm spotlight trong đêm trao giải VTV Awards năm nay. một Khoảnh khắc Thu Quỳnh chạm mặt người thứ ba tin đồn Còn nhớ cách đây gần 4 năm, cư dân mạng đã được dịp sụp sôi với tin tức Thu Quỳnh bị chồng trẻ cắm sừng khi vừa mới sinh con và kẻ thứ ba được cho là cô MC diễn viên khá nổi tiếng Minh Hà. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên Thu Quỳnh và Tiểu Tam tin đồn có dịp chạm mặt tại lễ trao giải VTV Awards Khỏi phải nói, hình ảnh này lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng bởi khách quan mà nói, sau 4 năm lận đận, Thu Quỳnh đã có chỗ đứng trong nghề vững chắc hơn hẳn Minh Hà. 2. Cư dân mạng lên tiếng bênh vực trang phục của Thu Quỳnh Lễ trao giải vừa kết thúc cũng là lúc trên một hội nhóm chuyên hóng hớt chuyện thiên hạ đã xảy ra một cuộc tranh cãi xoay quanh chiếc đầm cúp ngực khoe vai trần của Thu Quỳnh. Một tài khoản Facebook đã tỏ vẻ không hài lòng khi Thu Quỳnh diện mốt hở ra thịt trên sóng truyền hình quốc gia. Tưởng đâu sẽ được dân tình ủng hộ, ai ngờ chủ nhân tài khoản Facebook này lập tức phải hứng chịu cơn mưa gạch đá bởi đã xăm soi Thu Quỳnh một cách kém duyên. 3. Ai cũng tiếc nuối vì Thu Quỳnh trượt giải Ngoài trước đồng kiểu cách, Thu Quỳnh còn liên tục được cư dân mạng gọi tên vì đã bỏ lỡ một giải thưởng danh giá, suốt một năm trở lại đây thu quỳnh đã phủ sóng và gây sốt màn ảnh nhỏ cùng hai vai diễn với hai tính cách hoàn toàn khác nhau mi sói táo bạo gian xảo trong quỳnh búp bê và chị huệ nhu mì cam chịu của về nhà đi con độ phủ sóng quá lớn khiến nhiều người nghĩ rằng đêm nay thu quỳnh sẽ được sướng tên trong hạng mục nữ diễn viên ấn tượng nhưng không chiếc cúp danh giá đã thuộc về bảo thanh một số cư dân mạng tiếc nuối vì thu quỳnh trượt giải chị vẫn cứ hy vọng Quỳnh được, thật tiếc. Thật sự tiếc cho chị Quỳnh khi không nhận được giải, hy vọng năm sau chị sẽ có những vai diễn xuất sắc hơn nữa nhé. Tiếc cho chị Quỳnh quá, chúc chị sẽ thành công với vai diễn phim mới và được giải vào năm sau nha. Giải diễn viên ấn tượng của năm 2019 Thu Quỳnh xứng đáng hơn, năm nay bạn ấy tham gia hai bộ phim rất thành công và cả hai bộ phim đều nổi tiếng. Tiếc cho Thu Quỳnh, mình vẫn hy vọng bạn đạt giải vì những cống hiến cho nghệ thuật. 4. Tỏa sáng ở để mịn nói cho mà nghe Nào chỉ đến để dự lễ trao giải xương xương, Thu Quỳnh còn là cái tên sáng nhất đêm nay nhờ man nhảy và hát chính ca khúc đình đám để mịn nói cho mà nghe. Là một diễn viên gạo cội, chẳng ai nghĩ chị Huệ Nhu Mì lại có thể hát và nhảy một cách chuyên nghiệp đến vậy. Nhìn Thu Quỳnh chiếm spotlight trên sân khấu ngày hôm nay, khán giả chỉ biết vỗ đùi đèn đét. Ai nói phụ nữ sau ly hôn là không được tỏa sáng trước. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và tiếp tục cập nhật những tin tức mới hấp dẫn nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.